Miệt thứ vì cộng đồng. Suất cơm nhân ái tháng 5 tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 2021, tại Miếu Ông Hoàng Ngã Năm đã diễn ra hoạt động suất cơm nhân ái, trao tặng 200 phần bún thịt xào đến học trò nghèo trường tiểu học Dân Coi, ấp Dân Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh. Xã Đông Hưng B, huyện An Minh là một xã mà đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Theo Hội Chữ Thập Đỏ xã, có rất nhiều hoàn cảnh các em học sinh nghèo mỗi ngày đi học phải ôm bụng đói đến trường. Từ thực tế đó, bà Võ Thị Thêm đã vận động chị em trong xã cùng nhau chung tay đóng góp nấu cơm phát cho các em học sinh, những người nghèo khó lang thang bán vé số. Người góp tiền, người góp công, người góp vật dụng, không ai bảo ai, nhưng cùng nhau chung tay nấu ra những bữa cơm thơm ngon, ấm áp, nghĩa tình. Nhìn thấy việc làm ý nghĩa này nên một tháng, những người dân trong xã cùng các mạnh thường quân trong địa bàn huyện đã chung tay ủng hộ cho nhóm. Với kinh phí tự đóng góp nên những bữa cơm chỉ được 2 lần trong tháng, mỗi lần phát từ 200 phần đến 300 phần. Và điều đáng trân trọng là có những gia đình hoàn cảnh khó khăn hay chỉ đủ ăn nhưng cũng tham gia đóng góp nhiệt tình. Bà Võ Thị Thêm, thành viên trong nhóm đã chia sẻ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bản thân mình thấy người ta đói khổ thì mình cũng muốn làm một gì đó giúp cho họ. Mình khổ nhiều nhưng nhiều người còn khổ hơn mình. Cô ơi, hôm nay mình làm bao nhiêu suất hả cô? Và hôm nay là món gì cô ha? Một phần như vậy là nó trị giá bao nhiêu tiền cô hả? Cảm ơn cô. Chị Trần Dự Hiền, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Đông Hưng B cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục vận động để mở rộng mô hình phát cơm được nhiều lần hơn nữa trong tháng. Hiện tại mô hình đã có 10 thành viên chính thức đảm nhiệm và nhiều người thấy hay nên xin phụ giúp. Địa bàn ấp khác cũng đang học theo mô hình và bắt đầu thực hiện phát cơm.
mắm vậy đó hả? Rồi ăn thử rồi cho chú cảm nhận xem là hôm nay nha. Để hôm nay mình ăn ngon nha. Ngon không? Cố gắng học giỏi nha. Rồi. Con mở được không đó? Con cắn ở dưới nha. Được không? Để cố gắng học giỏi nha. Nhớ chưa? Rồi. Còn cậu này sao rồi? Con ổn không? Anh đi biệt thử. Anh ổn không? Rồi, phải cầm cái giỏ đi ra đi kia. Bất kìa, đúng rồi. Hôm nay nước mắm cay nè, hôm nay nước mắm hết cay chưa? Hết chưa? Hôm nay ngon không?